Gần đây những vụ việc tù nhân trốn khỏi nơi giam giữ đang khiến dư luận hết sức lo lắng. Sau vụ siêu vượt ngục triệu quân sự, vừa qua một vụ đào tẩu nữa lại xuất hiện ở Hưng Yên. Dưới đây là hành trình vượt ngục của năm bị can sau khi đã đục từ nhà tạm giữ để bỏ trốn. Vào chiều 11 tháng 6, Công an tỉnh Hưng Yên vừa phối hợp với Công an tỉnh Đắk Lắc và các cơ quan chức năng bắt giữ năm bị can bỏ trốn nhà tạm giữ Công an thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên. Nguồn tin từ Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, đơn vị đang hoàn tất các thủ tục để di lý Vũ Văn Dũng 27 tuổi, Đinh Khánh Đạt 26 tuổi, Đào Đình Kiên 21 tuổi, Vũ Thành Nghị 32 tuổi và Nguyễn Văn Long 31 tuổi từ Đắk Lắc về Hương Yên để điều tra về tội trốn khỏi nơi giam giữ. Trước đó vào tối mùng 9 tháng 6, năm bị can trên lợi dụng trời mưa lớn nhiều ngày đã đột tường nhà tạm giữ để bỏ trốn. Sau đó họ về nhà bị can Đinh Khánh Đạt ở thành phố Hải Dương lấy xế hộp biển số 34A để di chuyển theo hướng thành phố Hải Phòng Thái Bình. Tối cùng ngày Công an thị xã Mỹ Hào khởi tố bị can đối với 5 người trên về tội trốn khỏi nơi giam giữ và ra quyết định truy nã. Khoảng 4 giờ ngày 10 tháng 6, lực lượng chức năng phát hiện ô tô của các bị can qua cầu Tân Đệ hướng Thái Bình Nam Định. Sau đó ô tô mang biển số 34A bị nhóm bị can bỏ lại tại thành phố Thanh Hóa. Nguồn tin chia sẻ có thể chúng biết chiếc xe đã bị phát hiện nên bỏ lại. Đến 11 giờ ngày 11 tháng 6, lực lượng chức năng tỉnh Hưng Yên và Đắk Lắc đã bắt giữ Dũng, Đạt, Kiên và Long tại một láng ở tỉnh Đắk Lắc. Sau khoảng 3 tiếng, cảnh sát khống chế bị can còn lại là vũ thành nghị khi bị bắt các bị can không có hành động phản kháng hay chống đối những thông tin mới nhất về vụ việc này sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong các video tiếp theo